Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tiếp tục tăng với tỷ lệ tăng là 0,34% sau khi mà đã có một phiên tăng khá mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam. Hiện tại đứng quanh vùng giá 2.052 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2.045,81 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2.053,87 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục suy giảm với tỷ lệ giảm mạnh là 0,63%, giao dịch ở mức 101,76 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, giao dịch ở mức 43.979 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,891% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 73,87 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tương đương khoảng 60,8 triệu đồng trên lượng, đã bao gồm thuế và phí gia công, thấp hơn 15 triệu đồng trên lượng so với giá vàng trong nước, cụ thể là với vàng miếng SJC tại chiều bán ra. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhanh trở lại khi mà giá trị của đồng bạc xanh suy yếu. Như vậy, đồng bạc xanh đã giảm đều đặn so với đầu tháng 10, đã giảm 4,7%. Từ mức 107 điểm xuống 102 điểm như hiện tại, vàng thế giới tăng giá còn do bất ổn địa chính trị vẫn chưa hạ nhiệt ở nhiều khu vực trên thế giới. Căng thẳng tại Ukraine có thể còn kéo dài, cho dù Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, cũng như đàm phán với Mỹ và châu Âu về tương lai của Ukraine nếu họ muốn, nhưng Moscow sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Còn tại Trung Đông, tình hình vẫn nóng. Israel vừa đột kích trung tâm quyền lực dưới lòng đất của Hamas và tuyên bố đã giành quyền kiểm soát mạng lưới hạ tầng đường hầm quan trọng ở thành phố Gaza. Về mặt xu hướng của giá vàng trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh phần lớn các kênh đầu tư trên thế giới gặp khó khăn, nhiều nước đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế. Thị trường chứng khoán đi xuống, bất động sản trầm lắng, cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc được cho là có thể sẽ phá hỏng mục tiêu tăng GDP của nước này. Trên Nikkei, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản cho rằng tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ bằng không vào năm 2027. Bong bóng bất động sản Trung Quốc có thể vỡ và gây ra khủng hoảng tài chính. Tăng trưởng GDP nước này sẽ bị kẹt quanh mức 1%. Các loại hàng hóa, trong đó có vàng, cũng tăng vì xu thế nới lỏng khó tránh khỏi trong năm tới 2024. Các nước dự kiến sẽ nhanh chóng hạ lãi suất và đẩy một lượng tiền lớn ra nhằm hỗ trợ kinh tế đang diễn biến xấu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng tăng cao kỷ lục và đang đắt nhất mọi thời đại, liệu dòng tiền có chảy từ các kênh đầu tư khác sang kim loại quý không? Trong những ngày gần đây, giá vàng liên tục lập kỷ lục mới. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tiền đồng xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua, thị trường chứng khoán cũng sụt giảm, mức sinh lợi của vàng đang thành thỏi nam châm, hấp dẫn dòng tiền. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho biết, giá vàng Việt Nam tăng mạnh theo đà của thế giới. Giá vàng thế giới tăng cao do chỉ số chứng khoán sụt giảm, xung đột chính trị tại nhiều khu vực kéo dài và dự báo lãi suất giảm đã khiến vàng được coi là kênh đầu tư an toàn. Trong khi đó, kinh tế vẫn khó khăn, 2 tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bật lên, nhưng chỉ số kinh tế tháng 11 năm 2023 của nhiều lĩnh vực cho thấy chưa thực sự khởi sắc như mong muốn. Ở các kênh đầu tư, lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm, đầu tư khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang ít đơn hàng, do đó mà dòng tiền có xu hướng chuyển sang tích trữ vàng. Tâm lý cho rằng mua vàng còn giữ được giá cũng khiến nhiều người ưu tiên mua vàng hơn. Bên cạnh đó, cuối năm luôn là thời điểm có nhu cầu mua tích trữ vàng lớn, trong khi đó nguồn cung vàng SJC chỉ quanh quẩn trong dân và doanh nghiệp mà không được sản xuất thêm, nguồn cầu cao và cung ít khiến giá vàng tăng cao là điều đương nhiên. Và theo tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu cũng nhận định, thị trường chứng khoán lình xình, bất động sản hoạt động trầm lắng, trong khi lãi suất huy động của ngân hàng ngày càng giảm, chỉ có ngoại tệ và vàng tăng cao. Và chuyên gia Nguyễn Chi Hiếu cũng đưa ra lời khuyên rằng người mua chỉ nên dành 30% ngân sách của mình vào vàng, lý do là khoảng cách so với giá vàng thế giới quá cao, không chứng tỏ được giá trị thực và chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra đang lớn. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại đến thời điểm này vẫn chưa có điều chỉnh về giá sau khi giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên cuối ngày hôm qua. Hiện tại mua vào mức 24.130 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.500 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.690 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.740 đồng trên đô la Mỹ, tăng 50 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 20 đồng trên đô la Mỹ bán ra.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên sáng nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.480.000, bán ra 7.580.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang là 1 triệu đồng trên lượng, đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.480.000, bán ra 7.582.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.490.000, bán ra 7.580.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.475.000, bán ra 7.575.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 7.465.000, bán ra 7.570.000, tăng 15.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.460.000, bán ra 7.570.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 30.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.475.000, bán ra 7.565.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 17.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.480.000, bán ra 7.560.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.490.000, bán ra 7.570.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Tây Bank Gold vào 7.465.000, bán ra 7.570.000, tăng 15.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.480.000, bán ra 7.582.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 22.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu đến 1 triệu 060.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.480.000, bán ra 7.582.000. SJC Huế mua vào 7.477.000, bán ra 7.582.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.480.000, bán ra 7.580.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.480.000, bán ra 7.582.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.478.000, bán ra 7.582.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.150.000, bán ra 6.250.000. Nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ mua vào 6.150.000, bán ra 6.260.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.140.000, bán ra 6.220.000. Vàng 24K mua vào 6.028.4.000, bán ra 6.158.4.000. Vàng 18K mua vào 4.480.5.000, bán ra 4.680.5.000. Vàng 14K mua vào 3.441.6.000, bán ra 3.641.6.000. Vàng 10K mua vào 2.409.000, bán ra 2.609.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.